Bình Hưng là một hòn đảo nhỏ thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, có diện tích chưa đến 2.000 km2 và dân số trên đảo chỉ khoảng 1.800 người. Nằm cách đất liền chỉ khoảng 1 km nên rất thuận tiện cho việc di chuyển, đặc biệt là đối với những người dễ bị say sóng thì nơi đây là một sự lựa chọn lý tưởng. Đảo Bình Hưng là một trong tứ bình, bao gồm Bình Hưng, Bình Lập, Bình Tiên và đảo Bình Ba. Đây là những hòn đảo còn mang vẻ đẹp hoang sơ của tỉnh Khánh Hòa và còn được mệnh danh là Maldives của Việt Nam. Nơi đây có rất nhiều bãi biển đẹp, đi kèm là những bãi cát trắng mịn chảy dài với làn nước xanh biếc, một màu xanh quyến rũ, đảm bảo sẽ làm cho bạn ngất ngây chỉ muốn đắm chìm trong làn nước xanh mát đó. Đến với Bình Hưng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những gành đá hùng vĩ hiên ngang như những tấm khiên khổng lồ hướng ra biển, hoặc đắm mình dưới làn nước trong xanh để tận mắt ngắm những rặng san hô đủ màu sắc, những sinh vật biển đa dạng và phong phú, cho ta những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ và thư thái. Bình Hưng còn được mệnh danh là quốc đảo tôm hùm, nên khi đến đây du khách sẽ được tha hồ thưởng thức những con tôm hùm chắc thịt và các loại hải sản tươi sống thơm ngon được chế biến ngay tại bè, đảm bảo ăn một lần bạn sẽ nhớ mãi. Ngoài cảnh quan tự nhiên đầy mê hoặc và nguồn hải sản phong phú hấp dẫn, thì con người nơi đây cũng rất thân thiện và mến khách. Chính những điều này đã khiến Toroban phải quay trở lại Bình Hưng dù chỉ mới đến đây vài tháng trước. Hôm nay mời tất cả bạn cùng theo chân Toroban, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hòn ngọc thô này nhé. Trong lần quay lại này, bạn sẽ dắt cả nhà mình đi tham quan những điểm mới lạ của Bình Hưng, cùng tham gia trải nghiệm bộ môn bánh cá cực kỳ hấp dẫn, sau đó là đi câu mực đêm và thưởng thức món mực sống ngay tại thuyền. Ngoài ra, bạn sẽ còn dắt cả nhà mình đi tham quan Vịnh Vĩnh Hy và đảo Bình Ba, đảm bảo cực kỳ hấp dẫn luôn. Bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu ngay thôi nào. Thì để ra được đảo Bình Hưng, phương tiện di chuyển thuận tiện nhất vẫn là đường bộ và đường thủy. Đảo Bình Hưng thì nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 350 km và cách thành phố Nha Trang khoảng 65 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có thể bắt xe đến Cam Ranh. Thời gian di chuyển là tầm 7 đến 8 tiếng. Các bạn nên lên xe lúc 9 đến 10 giờ đêm thì sáng 5 đến 6 giờ đến nơi là vừa đẹp. Và nhớ dặn nhà xe là cho xuống cây xăng số 74 nhé. Có một lưu ý là đảo Bình Hưng là đảo quân sự nên hạn chế du lịch. Để ra được đảo, bạn cần có sự bảo lãnh của người dân trên đảo. Để việc vui chơi trên đảo được thuận lợi, bạn đã chọn bên tour riêng Bình Hưng. Lần trước thì bạn cũng đã trải nghiệm bên tour riêng Bình Hưng một lần, thấy rất ok nên lần này tiếp tục trải nghiệm. Bên tour riêng Bình Hưng sẽ có các gói cho các bạn lựa. Khám phá Bình Hưng 2 ngày 1 đêm chỉ với 1.350.000 trên một người. Và khám phá Bình Hưng Vĩnh Hy hoặc Bình Hưng Bình Ba 3 ngày 2 đêm giá chỉ từ 2.500.000 trên một người. Giá tour đã bao gồm tất cả các chi phí ăn uống, khách sạn và đưa rước từ cây xăng 74 nhé các bạn. Đặc biệt, bên tour có dành tặng 200 voucher trị giá 500.000 cho fan của Toroban. Đây sẽ là phần thưởng cho những bạn nào xem hết video và gặp đoạn tặng voucher để nhận bát đăng ký nhé. Bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng nhau khám phá đảo Bình Hưng thôi nào. Hello, Toroban xin gửi lời chào đến tất cả các cô bác, quý chị cùng các bạn đang xem video của Toroban. Hiện tại Toroban đã có mặt tại bến tàu để đi qua đảo Bình Hưng. Trong chuyến đi kỳ này thì Toroban sẽ tham quan đảo Bình Hưng cũng như là Vịnh Vĩnh Hy và đảo Bình Ba. Thì lần trước cách đây vài tháng thì Toroban cũng đã có ghé thăm đảo Bình Hưng rồi. Tuy nhiên là lần đó đi chỉ có 2 ngày 1 đêm và khám phá chưa có đã. Và rất là thích cái đảo Bình Hưng này cả nhà. Vì vậy cho nên cái chuyến đi kỳ này là Toroban sẽ ghé thăm đảo Bình Vĩnh Hy cũng như là đảo Bình Ba, thì nhân tiện Toroban sẽ ghé thăm lại đảo Bình Hưng một lần nữa. Cả nhà nhớ đón xem lịch trình của Toroban nha. Bây giờ thì cả nhóm sẽ lên tàu và xuất phát qua bên đảo Bình Hưng. Từ đây qua bên đảo chỉ có khoảng chưa tới một cây số nữa cả nhà, rất là gần. Sau khoảng 10 phút ngồi tàu thì bây giờ nhóm đã đến được Bình Hưng và bây giờ sẽ đi vào nhận phòng. Sau chút xíu mình sẽ ra review cho cả nhà mình xem. Ồ, mấy con mấy chị đang bán đồ quá trời. Thì kỳ này tiếp tục, lần trước thì nhóm đã lựa chọn bên tour riêng Bình Hưng một lần và trải nghiệm thấy rất là ok, nên vì vậy nên kỳ này thì tiếp tục chọn bên tour riêng Bình Hưng để trải nghiệm ha.
Và kỳ này là bên mình sẽ trải nghiệm tới 3 đảo là Bình Hưng, Vĩnh Hy và Bình Ba, bộ ba tam đảo. Ở nhà nhớ đón xem nha. Đây là khuôn viên của bên khách sạn Rin Bình Hưng. Cả nhà thấy có một cái view nhìn xuống bao quát quá đẹp luôn. Một cái view ở phía dưới này là chợ nha cả nhà. Phía dưới này là chợ thì mình rất là tiện để đi xuống đây ăn uống cũng như tham quan ở khu vực chợ. Còn phía trước là bao quát hết là cảnh biển rất là đẹp. Sao thấy sao chị vậy? Quá đẹp luôn mọi người ơi. Nè, nhìn thấy không mọi người? Thấy nhìn thuyền bè nó chạy đã có những cái húng đó mọi người, nhìn thấy cưng không? Còn ở dưới này là chợ nè. Này đúng là trải nghiệm hòa nhập với cuộc sống của người dân trên biển luôn á cả nhà. Đó. Rồi mình sẽ vào bên trong quay sơ cái phòng cho cả nhà mình xem. Đây là phòng đầy đủ tiện nghi. Mặc dù ở trên đảo nhưng cái phòng khách sạn vẫn đầy đủ tiện nghi nha cả nhà. Nước nóng, nước lạnh đầy đủ và không lo thiếu nước ngọt. Ok. Bây giờ Toroban sẽ dắt cả nhà mình đi tham quan một phòng chợ để ăn sáng. Rồi sau đó mình sẽ có chương trình là đi bơi, đi bánh cá các kiểu. Dự kiến là chương trình lần này sẽ rất là đặc sắc nha cả nhà. Mình nhớ đón xem hết chương trình nha. Đây. Ở đây là thấy có mấy món ăn khá hấp dẫn. Đi tham quan chợ. Ô, mấy cô dí theo dành mua luôn, nhìn cái hấp dẫn kìa. Cái nào tươi hơn được nữa. Cô cho con, cô cho con hỏi cá đó nhiều ký rồi không? Dạ, mấy cô mua mà không cần hỏi giá. Bây giờ kiểu như là thấy tươi quá đó mọi người, nên là phải vô lựa lẹ, không cần biết giá luôn. Bên đây thì quá trời luôn mà không ai dầm ta. Bên kia nhìn cá ngon kìa ha. Đẹp trong ha. Đây xin mời cả nhà ăn sáng. Đây là món buổi sáng nè. Bánh bánh canh chả cá thành thánh. Ra đây thì cả nhà phải thưởng thức cái món này nha. Quá trời hấp dẫn luôn. Và đặc biệt là được ngồi ăn ngay tại một cái view bến cảng. Sau đó cả nhà mình có thể ngồi uống nhâm nhi một vài ly cà phê ở đây. Cuộc sống quá thư thái luôn. Rồi mời cả nhà dùng bữa sáng luôn nha. Rồi sau khi ăn sáng xong thì bây giờ nhóm bắt đầu xuất phát đi qua bè để đi tham quan các cảnh đẹp cũng như là đi bơi nha cả nhà. Đây là khu chợ. Mình sẽ đi qua một khúc này và sau đó lên lên bè. Khá đông vui, hôm nay cuối tuần đi nên cũng khá là đông vui. Hello cả nhà, đây là địa điểm đầu tiên nhóm đến. Chú đi, chú. Đây là gọi là hòn gì chú? Đây là hòn mũi. Hòn mũi. Hòn mũi. Chỗ này là để mình ngắm san hô chú. Đúng rồi. Với lại hồi đó là chỗ này là nuôi yến nhiều phải không? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú. Ở đây là cả nhà mình sẽ có một cái chỗ tắm rất là đẹp luôn. Đó, có thể ngắm san hô phía dưới. Và cái hòn này là chú nói là ngày xưa là người ta đang nuôi, khai thác nuôi yến ha. Bây giờ còn nuôi không chú? Không, bây giờ hết nuôi rồi. Nuôi yến mà nuôi yến tự nhiên đó cả nhà. Quá trời đã. Giờ mình cũng sẽ nhảy xuống bơi một chút xíu. Sàn hồ quá đẹp cả nhà ơi. Đẹp lắm hả cậu An? Lắm, đẹp luôn.
Em nhảy xuống thôi. Đến với Bình Hưng thì nhất định bạn không nên bỏ qua trải nghiệm lặn ngắm san hô. Việc được ngâm mình dưới những dòng nước xanh mát và cùng chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật được tạo nên bởi những loài san hô đẹp với muôn hình vạn trạng kỳ thú, đó chính là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây. Vì vậy bạn đừng bỏ qua trải nghiệm tuyệt vời này nhé. Chào mọi người. Mọi người biết cái vị nước biển như thế nào không? Vị nước biển rất là mặn nha mọi người. Mình nhảy xuống là uống hai hớp nước biển này đó. Nói thật ra là ở đây thì hơi gặp san hô rất là đẹp. Tuy là mình chưa lặn mà nhìn đến nó ngoài là tuy mình chưa lặn. Nhìn mọi người nói là rất là đẹp. Tại mình chưa dám lặn. Đã cả nhà ơi. Biển ở đây rất là đẹp cả nhà ơi. Trong xanh. Cực kỳ luôn. À, một bãi tiếp theo nhóm tụi mình ghé đó là bãi Robinson phải không? Robinson. Một bãi này là khá là đẹp nha cả nhà. Trời ơi, cát trắng chảy dài nè. Đẹp tuyệt vời luôn. Lần trước mình cũng ra một lần nhưng mà chưa được ghé bãi này. Lần này mà. Lần này ra thì mới được ghé cái bãi Robinson này. Thấy bãi này sao vậy? Quá đẹp luôn ha. Rất là mê luôn. Mà có cái bãi này thì nó nằm hơi xa so với các bãi khác. Vì vậy nên rất ít tour chở ra đây. Đó. Chú Rin nói là thấy mấy đứa dễ thương quá nên chú Rin đặt cách chở cho ra ngoài đây tham quan cái bãi này. Các bạn cứ đi bên tour Rin và nói là thấy coi trên kênh của anh Toroban có cái bãi Robinson đẹp quá. Đó, nhờ chú đưa ra cái bãi này. Cái bãi này đẹp thật sự. Đẹp. Cát trắng sạch sẽ đẹp. Đây là lý do tại sao cái khu đảo này gọi là đảo Robinson. Anh có phát hiện và đặt tên cho đảo là Robinson trên viên đá này. Đảo hoang, đảo này ngày xưa có sự tích Robinson. Robinson trên đảo hoang. Ai đã ghi cái chữ Robinson lên nè. Robinson. Ở đây có giống như con gì nữa nè. Đẹp ha. Ê, đứng đó chụp tấm hình này vậy. Rồi đẹp ha. Ở phía dưới là bãi biển rất là đẹp. Ở trên này là dưới những cái rặng thông. Rặng thông đẹp ghê luôn. Mát. Rồi bên tour còn chuẩn bị mấy cái võng cho mình nằm nữa nè. Nằm nghỉ mệt nữa nè. Rồi ok. Này mà cắm trại cũng ngon nữa. Này là có chuẩn bị rất là nhiều võng luôn, với lại một cái khu giống như bán nước ăn uống gì luôn á. Nhưng mà hôm nay dạng như chắc là chỉ có bán cuối tuần thôi. Còn hôm nay là thứ ít là đúng rồi. Ở đặc biệt là ở Bình Hưng, nhưng mà mấy cái đảo này thì thường là chỉ cuối tuần mới đông khách thôi cả nhà. Thứ bảy chủ nhật mới đông. Còn hôm nay thì mình hồi nãy mình đi cũng thấy rất là đông nhưng mà chưa có đông nhiều. Với lại cái khu vực Robinson này nằm hơi cách xa cho nên người ta cũng ít ra. Đẹp ha. Đi cảm giác đã. Sao mập? Thấy sao? Rất là đẹp. Em không? Trên này thì có bàn có võng cho mình ngồi nghỉ mát nha mọi người. Ở đây là kênh YouTube Mập Hay Đi. Đó, cả nhà có gì thì ủng hộ cho em nó vài nút đăng ký kênh để em nó mới tập làm nên mong cả nhà ủng hộ để cho em nó có động lực. Ok, Mập Hay Đi nha cả nhà. Ok. Ngay góc này thì có một cái bụi cây gì khá là mát, cây giống như cây dứa vậy đó cả nhà. Ồ chết.
mệt trái đó chị hai. Trái này giống như trái dứa vậy ha, nhiều lắm cả nhà. Ở trên cây mình thấy cũng khá là nhiều luôn. Trái đó là trái bị rụng á chứ không hái đâu nha, bị rụng. Rồi mua bên đây nè, bên đây nè. Đó, bên đây còn nhóc bên trên nè. Vô mấy gốc cây này mát gì đâu. Đây cả nhà thấy nè, trái nè. Trái dứa vậy đó mà nghe nói trái này uống có thể nấu nước uống được. Bây giờ thì nhóm sẽ tiếp tục lên tàu và xuất phát qua một điểm mới. Hai tay này đã có trái cây mang về làm quà. À, một địa điểm tiếp theo nhóm của tụi mình ghé đó là bãi cây me. Hôm nay rất là đông nha cả nhà, đông quá trời đông luôn. Bãi này hồi đó ngày xưa có cây me, vì vậy cho nên được đặt tên là bãi cây me. Còn bây giờ cây me nó chết rồi nhưng mà vẫn gọi là bãi cây me nha. Ôi ôi đông, quá đông cả nhà ơi. Lại khu vực này thì cả nhà có thể tham gia những trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng mà mấy cái này thì cả nhà phải đóng phí riêng nha. Của bên một khu vui chơi riêng. Mình lại đây thì ví dụ như chơi những trò này thì khoảng giá khoảng 100k cho một người. Đó, các bạn sẽ được kéo đi một vòng. Chạy cano kéo các bạn đi một vòng về đây dạch cho té. Biển quá đẹp cả nhà ơi. Một cái màu xanh ngọc bích. Nhìn mát dịu đẹp ghê ha. Mùa hè mà lại đây tắm biển thì hết ý rồi, không còn gì bằng. Bên tour sẽ chuẩn bị mấy cái súp cho mình để chèo đi vòng vòng chơi nha. Đó, bắt đầu nè, kéo mấy đoàn khách đi nè. Nhà sẽ được ở đó, một pha biểu diễn. Cano sẽ kéo mình té khúc cuối. Để có một chút xíu cảm giác mạnh. Này, phía này thì cả nhà đang được nhìn thấy một chú chèo thúng. Hay ha, cho mình lên chèo cái thúng đó chắc cả ngày không vô được bờ. Ở đây sẽ có một cái góc đó gọi là góc là khe sung sướng, khe nhỏ như thế này. Để mình với bãi cát như thế này cả nhà có thể chụp hình ở trong cái khe này cũng rất là đẹp. Hoặc là bên kia người ta sẽ set up cho mình mấy cái chỗ để mình ngồi mình chụp hình với các bãi biển và chụp hình với súp. Ngoài đó là tàu hải quân bảo vệ. Ngoài ra bên tour sẽ còn đưa các bạn đi tham quan vịnh Đá Vách cũng như là hang Yến. Tuy nhiên do lần trước Toroban đã có ghé hai điểm này rồi nên lần này bạn không có ghé nữa nha. Thì sau khi đi tham quan một vòng đảo về thì nhóm ghé lại bên chỗ nhà bè Rin Bình Hưng để ăn trưa, sau đó về nghỉ ngơi đến chiều sẽ tiếp tục hành trình. Thì các bạn khi đăng ký tour thì bên tour Rin Bình Hưng sẽ chuẩn bị hết cho mình ha, về các ăn uống này kia đầy đủ hết. Mình chỉ việc đi chơi về thôi là thưởng thức, để thưởng thức. Còn bây giờ là sẽ ra ngoài này câu cá, vòng vòng bè một chút xíu. Đây. Quá trời cá. Cá này là cá ngoài tự nhiên nha cả nhà. Đó. Còn cá mà trong lồng thì mới là cánh cá nhốt. Ôi cá đẹp vậy. Này. Trời. Cá đó cá SH đó. Rồi, dính cá cả nhà, dính cá. Một em cá gì ta? Cá này cá gì ta? Cá thia. Thia hả? Con cá sập dưa bự lắm kìa. Trời, cá sập dưa đây. Tiếp tục cậu hai dính thêm con nữa con. Con này con gì chú? Cá sôm hả? Cá sôm. Thôi em đây em ngừng cái. Dính được một con cá sôm. Cá sôm. Rồi thêm một chú cá thia nữa nha cả nhà. Ở đây quá trời cá luôn, cả nhà chỉ cần ngồi một chỗ thả cành xuống là dập quá đã.
mình sẽ quay xuống phía dưới cho. Đó, đây. Trời ơi, nó nhiều một cái. Đây, hai anh mới đi lạnh bách về nè cả nhà. Trời ơi, quá đã luôn. Con đó là nhâm ha, nhâm. Con này có gì cũng bẹn hả? Sổ. Sổ là nhâm. Giờ chú sẽ dùng cơm để nhử tụi nó lại. Trời ơi, nó nhiều một cái. Quá trời cả nhà. Wow. Ê cả nhà thấy gì chưa? Đó, thành quả nãy giờ tôi ngồi câu nãy giờ được một em cá mó rất là bự luôn. Đẹp. Quá bự. Cỡ 500 gram á. Bây giờ con cá này là đỉnh nhất trong các con cá được mấy anh em câu được nha. Qua nè. Đây là thành quả sau khoảng 20 phút ngồi câu nha cả nhà. Quá trời luôn. Ở đây là nếu mà mình mà ngồi có thời gian ngồi câu nguyên ngày thì chắc là cả chục ký có đó. Nhiều lắm. Bây giờ mình làm gì anh? Món này mình làm gì ạ? Chiên xù. Chiên xù luôn ha. Ok. Ngon à. Chim xù mà sao cạo giấy. Cạo giấy nó đâu còn xù. Chim giòn nè, chim giòn. Ok. Rồi. Cái gì ngon quá vậy anh? Cái này cá gì? Cá sơn. Cá sơn hả? Sơn này sơn bự á. Bự ha, bự ha. Quá xịn. Vậy anh câu chỗ nào hay vậy? Đó, đó. Câu ở đây nè. Ủa, có câu trong hồ không vậy? Không. Chửi chứ mày biết không anh? Xịn, cá gì tôi bự luôn. Rồi ok, quá đỉnh. Ai tiếp tục là dính thêm được hai em cá bò da đang lên mập. Quá trời đẹp luôn. Cá này ngon á. Da bò bò da. Đúng không? Lạ ha. Và đây là buổi trưa của nhóm nha cả nhà ơi. Trưa hôm nay chúng ta có món gì đây? Mực hấp. Mực hấp gừng. Ủa đâu? Đúng rồi, mực hấp. Cơm chiên thành thánh. Món cơm chiên này là nào ra là cũng yêu cầu hết. Rất là ngon. Đặc biệt là ông anh hai mình rất là khoái món này. Món này là món gì? Cá hồng nhúng giấm. Cá gì? Cá hồng nhúng giấm. Cá hồng nhúng giấm. Rồi với lại còn cái món cá chiên đang đang chiên trong đó nữa. Nãy giờ câu. Ok. Của mình cũng bánh chén với rau sống nha. Anh là thử cái hương vị cơm, cái món cơm chiên vẫn như ngày nào không cậu hai? Như ngày nào. Người đi lắm. Vẫn thơm ngon như ngày nào hả? Quá ngon không? Nãy tưởng đâu hết món mà ai còn nữa nè cả nhà ơi. Đây là món gì em? Cá gáy chân. Cá gáy chân hả? Con này bự à? Hay con cách khúc rồi cỡ này là biết bự lắm à? Cá gáy chân hả? Rồi còn gì nữa? Mình còn một món lẩu. Lẩu cá bớp với lại món cá chiên hồi nãy mà mình câu được. Rồi, quá trời luôn. Có mấy người mà ăn quá trời món luôn. Ok. Cảm ơn. Giờ đây là cái món mà nhóm săn bắt được. Chiên lên thấy con nào màu giống nào vậy ta? Này thấy màu sắc nó đẹp lắm. Và đây còn một món lẩu nữa nha cả nhà. Lẩu cá bóp em. Quá là nhiều món. Trời ơi, nhìn sớ cá nó đã. Tinh buồn đũa mà thấy cá bóp thôi. Dở đũa luôn. Rồi, quá nhiều đồ ăn cả nhà ơi. Trời ơi. Là món của Tùng. Như món nào là chất lượng món đó luôn. Món nào là chất lượng món đó luôn. Thấy nhiều đồ ăn vậy mà ra món nào là hết món đó đó. Mập. Cho ý kiến nghe thấy đồ ăn đây sao? Đồ ăn đây thì cái gì cũng ngon nha mọi người. Tuyệt vời. Ok. Thấy sao? Ngon ăn vừa 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 ăn. Đây cả nhà. Mọi người nhìn xuống cái bàn là hiểu. Nhiều cái đó mà không bỏ sót một miếng nào luôn là biết là độ ngon cái nào kìa. Sao vậy? Vẫn ngon như ngày nào hả? Ngon như ngày nào.
Rồi bây giờ nhóm tụi mình sẽ ăn uống xong về nghỉ ngơi. Ở chiều nay có tiết mục gì vậy Tom? Chiều nay mình đi bãi đá trứng nha anh. Bãi đá trứng, ok. Xong rồi sẽ nghỉ đến 3 giờ mình đi bãi đá trứng. Rồi tối thì mình ra đây mình ăn tối. Bữa tối tối rồi. Xong rồi mình đi công mật. Ok. Đợi chờ. Quá hấp dẫn. Rồi. Ui, chị còn mang đá gì nữa nè. Tráng miệng. Tráng miệng nữa nè. Ổi ruột đỏ. Cái này mới là hàng hiếm này nha mọi người. Ừ. Rồi ok. Bây giờ anh uống xong về nghỉ ngơi. Chiều sẽ quay tiếp cho cả nhà mình xem. Hello cả nhà. Chiều nay nhóm tiếp tục di chuyển đi bãi đá trứng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên xe điện và di chuyển đi đến bãi đá trứng. Bây giờ nhóm bắt đầu đi di chuyển xuống bãi đá trứng nha cả nhà. Đường từ đây xuống dưới đó thì cũng hơi chênh vênh một chút xíu, gần đá hơi khó đi chút xíu nên cả nhà nhớ là đi giày cho dễ đi nha. Bây giờ là mình đi lúc này là 3:30 nên cũng đang khá là nắng. Cẩn thận nha cả nhà. Đứng ở cái vị trí này là cả nhà mình có thể nhìn thấy toàn cảnh bãi đá trứng phía bên dưới luôn, quá trời đẹp luôn. Vị trí khá là lý tưởng. Chèo anh mập hay đi sẽ chèo lên. Biết chèo nổi không xong rồi. Đấy. Em tắt. Bãi đá trứng này thì cả nhà mình đi buổi chiều là sẽ đẹp nhất nha. Mình đi canh cả 4 giờ chiều. 4 giờ chiều mình xuống là đẹp. Rồi có thể ngắm được hoàng hôn luôn. Mọi người ở đây nên đi đi ở đây thì mấy nhà bác ta mình là giúp làm chút cái gì vậy? Tại vì đường hơi đá một chút xíu đó. Đá gập ghềnh trông ghê. Bạn nào mà đi guốc thì thôi khỏi luôn. Thôi nhưng mà biết đâu là đi được về đi thi hoa hậu được luôn đó. Đường đi ở đây thì tương đối đá lớn nên cả nhà đi cẩn thận nha. Và đây là Toroban đã xuống được đến bãi đá trứng nha cả nhà. Bên đây là bãi đá trứng lớn. Thì nó có những cái hòn đá bự tròn tròn bự bự này là người ta gọi là bãi đá trứng lớn. Còn mé bên tay trái phía đằng sau này là bãi đá trứng nhỏ. Thì bãi đá trứng nhỏ thì nó sẽ nhỏ hơn bãi đá trứng lớn. Mình nhớ là đi qua cái khu vực khe sung sướng để chụp hình nha. Khu vực đó thì nhưng mà hôm nay nước nó hơi cao. Chứ bình thường nước nó thấp hơn chút xíu thì cả nhà chụp đẹp lắm. Lần trước Toroban xuống thì chụp hình với cái khe sung sướng đó rất là đẹp luôn. Đây là toàn cảnh khu vực khe sung sướng. Wow. Hôm nay sóng hơi mạnh. Nước nó té lên hơi nhiều. Lần trước mình đi thì nước nó thấp hơn. Đó, cái khe này gọi là cái khe sung sướng nè cả nhà. Đó. Nhưng mà lần trước thì nó thấp hơn. Còn bây giờ thì nước nó hơi cao một chút xíu nên chụp hình nó cũng sẽ hơi khó hơn chút xíu. Đó, cả nhà mình có thể là ngồi ở cái mỏm đá này, sau đó chụp lấy góc chụp xéo ra là thấy được nguyên cái dãy khe sung sướng và sóng đánh vô rất là đẹp. Ngày này đi sóng hơi cao thiệt. Sau khi trải nghiệm xong ở bên bãi đá trứng lớn thì bây giờ mình tiếp tục dắt cả nhà qua bên khu bãi đá trứng nhỏ nha cả nhà. Mé bên đây là đá trứng lớn, còn mé bên kia là đá trứng nhỏ. Giờ mình sẽ đi qua đá trứng nhỏ. Lý do tại sao cái bãi này gọi là bãi đá trứng thì cả nhà nhìn cũng hiểu rồi ha.
À, người bảo dữ. Đó, những cái hòn đá ở đây thì nó đều sai sai giống như tròn tròn giống như hình quả trứng cả nhà. Bởi vậy nên người ta đặt cái khu này là khu bãi đá trứng. Và cái khu bên đây là cái khu bãi đá trứng nhỏ thì trứng nó nhỏ, còn cái khu bên kia để bãi đá trứng nó to thì trứng nó to hơn bãi đá trứng nhỏ. Rồi. Ok, bây giờ mình sau khi chụp hình ở đây xong thì bây giờ mình sẽ dắt cả nhà lên ăn trứng gà, trứng vịt lộn. Khi đi từ bãi trứng lên thì tụi mình bắt đầu ghé ăn trứng. Và dưới ta. Con sai luôn. À, có thắng tầm đâu ta. Trứng nhiêu giá sao chị? Trứng giá sao vậy? Trứng 200 ngàn con. Trên đây ghi 15 mà. Trứng à, trứng lúc cúp hả? Trứng lộn. Trứng lộn. Cái này hết 15 thì chị cho được rồi đổi giùm. Căng hả? Dạ. 300 ngàn con này là 15. Có một người con giúp biết. Giúp đỡ của anh đấy nhé. Rồi ai anh gì kêu luôn. Rồi anh ở đây có một cái view thành thánh. Ôi, không phải view này nha. View phía dưới này nha cả nhà. Cái này là menu cho cả nhà tham khảo sơ qua nha. Ok. À, đây là cái món trứng vịt lộn rang me. Thử cái ngon cậu hai. Anh là thấy trời view này sướng nữa. View gì? View biển. À view biển. View biển này. View biển mà sao nhìn người quay ngồi nhìn ở trong vậy? Ngon ngon. Ngon. Cảm giác mà trốn giờ đi chơi thấy sao? Sao em hỏi vậy? Sau khi anh uống no say xong thì bây giờ nhóm tiếp tục đi về về bè chuẩn bị ăn tối cũng như là tối nay coi có chương trình, nếu mà sóng em sẽ đi câu mực nha cả nhà. Ồ đẹp ha, nhìn đứng từ trên đây nhìn xuống đẹp ta. Bây giờ tiếp tục di chuyển để qua bè đi anh. Buổi chiều nay thì thấy khá là mát mẻ và khá là đông người cả nhà. Bắt đầu là mọi người đã đổ về để chơi cuối tuần rồi. Thấy khá là đông rồi. À, cái này là của chú Rin thả ở ngoài bè nha cả nhà. À, bây giờ hồi trưa chú kéo lên được hai con cá. Hồi trưa cá gì chú Rin? Hai con cá ngoài ra đây một quốc cá giò. Mấy con. Cá giò bốn con. Này cá gì chú? Cá giò. Cá giò hả? Cá giò này mình nướng ăn nướng quốc. À là chú chỉ cần bỏ cơm vô thôi là nó tự bò vô ha. À tự chui vô tại có mấy ốc mình nó lộn bò. Chà. Ok, hấp dẫn. Ở đây kiểu như chú mà thả đây chắc ngày nào cũng có cá anh lay ray luôn hả chú? Ở xung quanh bè của chú là có mấy cái rong nho cả nhà. Đó, bu lên mấy cái thùng nè. Thì bây giờ bạn Mập hay đi sẽ trải nghiệm là lấy cái một vài cọng nhánh rong nho. Anh trải nghiệm luôn. Chú nói là lấy lên là ăn tươi sống ngay tại chỗ luôn. Cho ké chứ Mập. Ké luôn à. Qua cậu hai. Qua cậu hai với được. Qua trời ơi nhìn nó nhà tươi xanh luôn á. Thưởng thức con nho thiên nhiên ở đảo Bình Hưng nha mọi người, tại bè Ghim Bình Hưng nha mọi người. Bây giờ mình ăn thưởng thức coi cái mùi vị con nho thiên nhiên như thế nào nha. Trời ơi. Trời nhìn luôn á trời. Nhìn mập ra anh đã. Sao ngọt không? Mùi vị rất là ngon. Ngon nha. Giòn. Chứ nó có giòn nè. Có vị mặn của nước biển nè. Đặc biệt là tươi, mới nhỏ lên là quất lên luôn là tươi. À, đây là buổi tối ở bên Rin Bình Hưng đã chuẩn bị cho nhóm của Toroban. À, rất là nhiều món ăn quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. À, mình thấy rất là nhiều món và có nhiều món mình lạ mình không biết tên nè. À, Tom, có thể em có thể giới thiệu cho anh một số các món anh biết món được. À, giới thiệu hết các món luôn đi.
Thì đầu tiên mình tối hôm nay là thực đơn mình có hai món chính là cháo hải sản. Cháo hải sản. Cơm chiên thần thánh. Cơm chiên thần thánh. Rồi các món mình ăn lai rai ăn phụ. Là đầu tiên là mực, bên em sẽ làm mực nướng. Mực nướng. Nướng này mực tươi mà mình nướng lên nướng gọi luôn á. Rồi rất là ngon. Còn ở đây là một dĩa hàu hương. Hàu hương. Dạ hàu hương. Hàu hương nướng mỡ hành. Còn ở đây là tất cả các loại ốc, bên em hay gọi là ốc tả bí lù. Sẽ có rất là nhiều loại ốc, để nhiều tùy ốc. Theo vào người dân họ đi đánh bắt được gì. Và họ sẽ mang lên, mình sẽ gom lại và mình bán. Rồi, tiếp theo bên đây em là còn con chuẩn bị nhâm, cho phải không? Nhâm. Nhâm nướng, nhâm biển. Trứng dưới ta. Nướng trứng. Loại này là hiện tại đang vô mùa nè anh. Cái thịt của nó rất là chất lượng. Đúng rồi, rất là chất lượng. Bình thường anh cũng anh nhâm rất là nhiều nhưng mà chưa thấy lần nào mà có trứng đầy như vậy luôn á. Con này mình gọi là cầu gai. Rồi. Còn con này. Tiếp theo là món này là món nghêu nướng nghêu nướng phô mai. Nghêu nướng phô mai. Đây là sò mai. Nướng phô mai, nướng trứng, mỡ hành luôn. Cái con sò mai này cũng có rất là nhiều tên gọi, người gọi thì là sò quạt, sò mai, này nọ rất là nhiều tên gọi nhưng mà đặc biệt là một cái con ốc này, con loại này rất là ngon. Và đặc biệt nhất không thể thiếu khi mà đến với tour Bình tour riêng Bình Hưng là tôm hùm. Tôm hùm. Trời ơi nhìn hấp dẫn không cả nhà. Bình Hưng mình được mệnh danh là quốc đảo tôm hùm. Quốc đảo tôm hùm. Thì đến với tour của riêng Bình Hưng là mỗi người sẽ được một con tôm hùm. Quá đã luôn. Mà nhìn thịt rất là chắc thịt luôn cả nhà. Cái vỏ chỉ có một chút xíu thôi, còn như là thịt không à. Thịt nó lên tới cái gâu này luôn. Mỗi người được một con luôn. Dạ mỗi người được một quá con. Quá tuyệt vời. Bên riêng thì tôm hùm là bên riêng chọn cho mọi người loại tôm hùm xanh. Loại tôm hùm cái kích cỡ này cho dù là vì nó nhỏ nhưng mà bên riêng chọn là bởi vì cái thịt của nó rất là ngọt. Và cái loại cỡ này mình ăn rất là dai. Rất là chất lượng. Nhưng mà cho anh hỏi cái là một tour chỉ có 1.000.000 vậy mà để anh tôm hùm về rồi còn gì, chắc làm gì đam mê hả? Bên làm vì đam mê. Ngoài ra là bạn Toàn nói là sẽ có một phần quà đặc biệt dành cho khán giả của Toroban, khán giả xem kênh của Toroban. Thì anh Toroban đã qua sử dụng dịch vụ bên Rin lần thứ nhất rồi. Và đây là lần thứ hai thì rất là trân trọng vì vì anh Ben đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bên Rin. Thì bên Rin có chuẩn bị một phần quà nho nhỏ dành đặc biệt cho fan của anh Toroban là một voucher trị giá 500.000. Ok, quá hấp dẫn. Cho đoàn từ 5 người trở lên. Thì trên voucher này bên Rin có để hotline của bên Rin là số điện thoại 0942 508 976 và fanpage Rin Bình Hưng Travel. Mọi người có thể đăng ký qua fanpage hoặc là Zalo để Rin có thể trực tiếp tư vấn và đặt lịch cho mọi người. Rồi mọi người chỉ cần nói là xem trên kênh của anh Toroban và muốn có được cái voucher 500k này là bạn Toàn sẽ biết và sẽ tặng cho nhóm của tụi mình nha, nhóm của các bạn nha. Ok, cảm ơn bạn Toàn rất là nhiều. Trao tặng cái voucher này riêng đặc biệt cho đến anh Toroban để anh có thể chia sẻ cho người thân và gia đình để có thể đến trải nghiệm cái dịch vụ bên riêng. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Ngoài ra thì các bạn không có cần cầm cái này trực tiếp, các bạn chỉ cần nói là xem trên kênh của anh Toroban và muốn được cái voucher 500 cành này là sẽ có luôn nha. Không có cần phải cầm trực tiếp như thế này. Rồi. Còn ai ở gần nhà thì ghé Cần Thơ mời ba uống cà phê là có tặng luôn. Rồi bây giờ chúng ta nhập tiệc thôi. Sau khi ăn tối xong mình sẽ có tiết mục gì? Sau khi ăn tối xong thì bên Rin sẽ dẫn mọi người đi câu mực. Ồ, quá tuyệt vời, quá hấp dẫn. Ok, mời dùng bữa thôi cả nhà ơi. Rin xin rót đầy ly và mời mọi người một ly. Trời ơi, chỉ có 8 thành viên thôi mà một cái bàn đầy ắp đồ ăn hai bên như thế này, hải sản. Quá tuyệt vời cả nhà ơi. Mà đặc biệt là mình đã đến đây lần thứ hai rồi thì mình biết là hải sản ở đây ăn cực kỳ ngon. Tươi sống chắc. Rồi mời cả nhà vô. Cũng chân thành cảm ơn anh Toroban và mọi người. 1 2 3 vô. Xin mời cả nhà ăn tôm hùm. Bây giờ sẽ test thử cái món tôm hùm. Thịt luôn á, kiểu như thịt nó ngập tràn lên tới trên luôn á. Ôi ôi thịt kìa, chắc. Trời ơi, nhìn ngon không cái nhà. Quá hấp dẫn luôn. Muối chấm hải sản. Ở đây những cái nước chấm này với lại mọi người niêm da
rất là ngon luôn cả nhà. Đây quên nữa. Vừa ăn mà phải nuốt rồi. Xin mời. Quên nữa đây là. Trời ơi. Nhìn bà già ăn thèm ghê luôn. Nó ngon. Nó ngọt thịt mà nó. Mà thịt nó rất là chắc luôn á, mà ăn như là cảm giác ngọt nguyên một cái khoang miệng luôn ấy mà cả nhà ơi. Quá tuyệt vời. Ra đây thì xứ tôm nên cả nhà phải nhất định là phải thưởng thức cái món tôm hùm nha. Xứ sở tôm hùm là ở đây. Ok. Nói gì Toàn? Dạ, đây là phần cá. Cá nướng. Cá này thì hồi chiều nay mình mới vừa câu được. Cái này là lúc trưa mình đang ngủ trưa thì bạn Toàn bạn Toàn và bạn Thái tranh thủ câu. Câu có một chút xíu mà quá trời, hai dĩa luôn. Trời ơi. Mà công nhận đây cá nhiều ghê luôn các bạn. Thả cành xuống là dập liên tục. Trời ơi. Hai cần thủ gặp nhau. Đua độ. Rồi, say mồi rồi, cả nhà ơi. Ok. Rồi, sau khi ăn xong thì sẽ dắt cả nhà đi câu mực. Trời ơi, nhưng mà hồi nãy chưa câu nhưng mà ở đây đã thấy những con mực nhỏ nó bơi rồi đó. Cả nhà nhiều luôn á. Rồi bây giờ đây mình bắt đầu đi câu mực nha. Ok. Let's go. Quá hào hứng. Mong là kỳ này sẽ dính được vài em mực. Ôi, bây giờ đã đến địa điểm câu mực. Mấy anh em bắt đầu lấy cành để chiến đấu. Hôm nay sóng cũng khá là bấp bênh chút xíu. Biết có mực không? Đây, tung cành. Hai mập quăng gai. Quăng mà đi nó rất là xa nha mọi người. Quan trọng đó là mập không ăn đâu. Quăng rất là xa rồi. Bây giờ mà vợ lên đầu thì mình câu luôn hả? Đứng mít nhích cho mé trong đi. Ngoài đó bắp bên nguy hiểm á. Bạn không biết câu cũng không sao, sẽ có ông anh ông hướng dẫn nha. Đó, cách tung cành như thế nào. Mồi mình câu sẽ là mồi giả nha cả nhà. Đó, sẽ sử dụng mồi giả để mình kéo. Một em đầu tiên này mật ống anh. Wow, đã quá cả nhà ơi. Trời ơi, nhìn nó đã không, phê không? Mình sẽ thưởng thức mật mật sống. Mới câu lên. Mới câu lên đó. Bây giờ mà phải đi sẽ thưởng thức mật sống mới câu lên nha mọi người. Bây giờ rồi. Mình sẽ đẩy vô nước chấm nè. Woo. Đó. Chấm sao không? Cho nó hút lên. Chấm á, mình chấm đó. Rồi. Rồi. Cho nó hút lên là đang hút nè, nó đang hút lên nè mọi người. Rồi. Không? Thấy không? Nó. Rồi, quất nó đi. Giờ mình sẽ ăn nha. Trời ơi, nhìn hấp dẫn á. Trời ơi, nó đã. Không gì mà bà ngăn mực tươi hả? Đưa cầu hai miếng kìa, Không miếng tanh nha mọi người, rất là ngon. Rất là ngon các mọi người. Rồi, đưa cho cầu hai. Không gì mà anh bằng anh mực tươi ngon tại biển. Ờ khui không biết đâu hấp trong hùm không hùm. Tôi không đi trải nghiệm đi cả nhà. Mời cả nhà nha. Woo, quá đã. Uống miếng bia đi. Uống miếng bia đi, này để em. Ghê. Anh uống miếng bia đi, này để em. Đâu, uống đây, uống đây. Đã. Nhìn anh thèm không? Trời ơi. Quá ngon. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Câu mực như thế này là rất là tuyệt vời. Đây là thành quả con mực của tụi mình nha các bạn. Đó, rất là nhiều luôn. Do điện thoại của mình bị hết pin cho nên phải đợi tàu về cho nên mới quay được những cái cảnh này. Đó, chứ không có quay được cái khúc đó. Rồi, một trải nghiệm rất là tuyệt vời, cả nhà nên thử nha. Sau khoảng một tiếng đi câu mực thì nhóm đã lên tàu và đi về.
một trải nghiệm rất là tuyệt vời nha cả nhà. Khi đến với Bình Hưng thì cả nhà nên có thời gian thì nên dành thời gian thử trải nghiệm đi câu mực đêm, rất là thú vị luôn. Đó, và đặc biệt là phải ăn mực sống ngay tại chỗ, câu lên là mình dứt liền. Đó, còn đây là chợ đêm nè cả nhà, đầy đủ các hải sản tươi sống. Đó. Mình sẽ đi về nghỉ ngơi, và ngày mai sẽ tiếp tục quay hành trình ngày mai cho cả nhà mình xem. Hello, Toroban xin gửi lời chào buổi sáng đến tất cả cô bác, quý anh chị cùng các bạn đang xem video của Toroban. Hôm nay là sáng ngày thứ hai của Toroban trên đảo Bình Hưng. Các bạn có thể thấy là khung cảnh buổi sáng của ngày thứ hai rất là nhộn nhịp luôn. Hôm nay là cuối tuần ngày thứ bảy đó các bạn. Vì vậy cho nên người dân, mọi người đang đổ xô về đảo rất là đông để đi du lịch ngày cuối tuần. Ban sẽ quay cái khung cảnh ngày cuối tuần cho cả nhà mình xem nha. Khung cảnh sáng nay thì mọi người hôm nay đổ xô về đảo rất là đông cả nhà. Nay là cuối tuần thứ bảy cho nên rất là đông luôn, kín cái đường đi luôn. Đường này là đường bến cảng, quá đông vui rồi. Giống mình sáng nay thì tiếp tục ngồi uống cà phê ăn sáng chiêu chiêu một chút xíu rồi tiếp tục hành trình. Hello cả nhà, thì sau khi ăn sáng cà phê xong thì hai vợ chồng được bên Turin đưa đến một cái vị trí địa điểm ở chỗ ở mới. Bây giờ mình sẽ dắt cả nhà đi tham quan cái khu chỗ ở mới của mình ngày hôm nay nha. Vẫn là trên đảo Bình Hưng nha cả nhà. Rồi chiều nay thì mình sẽ di chuyển qua bên đảo bên Vịnh Vĩnh Hy. Rồi ngày mai thì sẽ là đi qua đảo Bình Hưng. Cả nhà nhớ đón xem hết nha. Bây giờ mình sẽ quay khung cảnh ở đây cho cả nhà mình xem. Quá đẹp. Ở đây thì sẽ có một cái chỗ chiêu cho các bạn chụp hình nữa nè cả nhà. Ôi, khung cảnh tuyệt vời luôn, cái view quá đẹp luôn. Ở đây có Sài Gòn Chợ Lớn, Cam Ranh, Mũi Né, Phan Rang, Cà Mau, không có Cần Thơ mình ta. Đẹp ha, dạ. Yeah. Đó, thì các bạn cũng có thể là yêu cầu, nếu mà muốn ở cái khu vực bên đây thì các bạn phải cũng có thể là đặt yêu cầu bên Turin chuẩn bị ở bên đây cũng được. Mà ở đây nhìn ít ghê mọi người, kiểu quang cảnh nó thoáng mát với lại nhìn biển. Rồi nè mọi người, một hồi ba sẽ quay cái phòng cho mọi người. Tại vì mọi người buổi sáng mọi người thức dậy, mọi người chỉ cần mở rèm cửa ra thôi là sẽ thấy biển liền. Quá đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong quay một số khu vực phòng ở bên trong cho cả nhà mình xem. Đó, cái nhà có thể thấy được là cái view chọn cảnh nè. Xung quanh đây là bốn bề đều là view biển. Nhưng mà ví dụ như mà ở đây thì tàu sẽ đưa mình tới chỗ này luôn chứ không có cần là phải từ cảng đi. Ở góc này cũng sẽ có góc cho mình chụp hình ở ngay cái góc này. Có mấy cái tảng đá rất là đẹp luôn. Đây. Mọi người buổi sáng mà mọi người chỉ có sớm qua hải sản tươi sống này kia có rồi. À, có những ngư dân người ta đi đánh bắt. Mấy cô đi đánh bắt đem về. Hôm nào em? Dạ dạ. Đây là chiếc phòng của hai đứa kỳ này. Đó, cả nhà thấy không? Có bốn bề xung quanh đều là view biển luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi đứng đây là mình nhìn xuống là thấy toàn cảnh view biển nè. Ôi đẹp quá ha. Quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, hết nước chấm. Chỉ cần nằm trên giường và nhìn ra biển thôi cả nhà. Ngắm hướng nào cũng thấy biển. Đó, ở phía đó là chợ nha cả nhà. Đó, ngay chợ trung tâm bến cảng rồi cũng nằm ngay khúc đó. Cách khoảng 200m. Đó, quá đẹp. Đây là toàn cảnh cái phòng. Toàn ví dụ như mà khách mà muốn đặt dạng phòng bên đây thì mình thì phòng bên đây là mình cái dạng một cái phòng đặc biệt của bên tour của bên riêng. Thì nếu như các bạn muốn đặt trước thì hãy liên hệ trước sẵn với bên riêng là mình muốn đặt ở phòng Xerox. Thì dự trong tuần á thì riêng sẽ có thể sắp xếp cho mọi người phòng được. Và nhưng mà cuối tuần thì mọi người phải đặt trước giúp riêng tầm 2 đến 3 tuần
để cho riêng có thể sắp xếp phòng được. Và khi mà mình qua ở phòng này thì sẽ có phụ thu nha mọi người. Tại vì bên đây cái phòng view rất là đẹp, này kia thì nó sẽ ngoài cái chương trình thì mình cần phải phụ thu. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Dành cho những bạn nào mà thích view đẹp, thích sống ảo thì qua đây là quá ok. Ok, nhưng mà các bạn nhớ là phải liên hệ đặt trước nha, tại vì ở bên đây thì rất là ít phòng và cũng nhanh bị kín phòng. Dạ đúng, đúng rồi. Ok, rồi cảm ơn em. Giờ mình tiếp tục di chuyển, sáng nay mình có lịch trình đâu? Sáng nay bây giờ mình sẽ đi dọc mình đi bắn cá. Ok. Mình đi bắn cá rồi mình đi tắm biển, đi tham quan vịnh Đá Vách với lại hang sau luôn. Ok, quá tuyệt vời. Rồi, mình di chuyển thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên tàu đi ra khơi bắn cá. Này khá là đông cả nhà ơi. Quay sao mà chúng được đi coi đá bóng mà nó quay lên trống cha cái thằng đi coi đá bóng mà coi với thằng đi chung với gà phải không anh? Nãy giờ thấy anh né nãy giờ. Rồi. Rồi bây giờ tàu sẽ vào bờ để rước hai anh thợ lặn đi bắn cá. Giờ là hôm nay có một anh thôi. Dạ chào anh. Dạ. Đây là anh thợ bắn cá chuyên nghiệp nha cả nhà. Phải có anh đi theo thì mới chắc cú có cá anh chứ. Chứ để tụi mình thì thua rồi. Đây là dụng cụ anh đang chuẩn bị nha cả nhà. Cây sống này dài chắc cỡ mét rưỡi không anh? Cỡ mét rưỡi á. Trời ơi, cây sống kìa. Hey, anh tên gì anh? Anh Bảy. Anh Bảy bây giờ chuẩn bị sẽ nhảy xuống. Anh thường là mình phải lặn xuống sâu sâu hết cỡ, và anh lặn được là bao nhiêu mét? 15-20, cái hạt hơn tí. 15-20 hoặc hơn tí, trời ghê trời. Em là lạnh cỡ 2 mét là hết nổi em. Lạnh cái này không phải dễ đâu. Dạ. Dạ. Mong là anh sẽ sanh được vài con cá to cho nhóm tụi mình nhậu. Dạ. Nhưng mà thấp trọng có là ít lắm. Ít. Ồ, tỷ lệ thấp rồi ít. Nói chung là anh nghe anh nói là rất là có độ tự tin rất là cao. Cũng mong là như vậy. Dạ rồi, chúc anh sẽ thành công, sanh được mấy cá lớn cho tụi em nhậu. Dạ. 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 Buổi trưa tụi em là trông chờ cho anh đó. Có, anh có kênh YouTube không? Có quay trở lại kỷ niệm cũng nhiều á. Kênh của anh tên gì? Robinson Ham Chơi. Robinson Ham Chơi. Cả nhà muốn coi những cảnh săn bắt cá ở dưới biển, dưới đáy đại dương thì cứ vào kênh YouTube Robinson Ham Chơi. Tuyệt vời. Dạ. Dạ rồi, ok. Rồi, bây giờ sẽ nhóm sẽ đợi anh săn bắt lên. Dạ. Và đây là một số hình ảnh mà anh Bảy đang lặn ở dưới nước để bắn cá nha cả nhà. Phải công nhận là anh Bảy có một cái hơi rất là sâu luôn. Thì khi xuống dưới mới làm những cái thao tác rất là đơn giản, nhẹ nhàng như thế này. Giống như đang ở trên bờ luôn. Đó, anh đang nhắm một con cá và chuẩn bị bóp cò bánh. Thì dường như là anh nói là tỷ lệ bánh của anh là 90% là chúng, không bao giờ khó có tỷ lệ mà hụt. Đấy, để vậy là dính được một em đầu tiên rồi nè cả nhà. Và kỳ này là anh bắn được rất là nhiều cá luôn nha. Đây là mình chỉ lấy một số cảnh ví dụ cho cả nhà mình xem thôi. Nhìn cách anh Bảy bơi nhìn thấy nhẹ nhàng làm sao đúng không các bạn? Nhưng mà không có dễ dàng bơi được như vậy đâu nha. Các bạn thấy chưa? Anh đã đeo trên lưng một con cá bóng mú rất là to. Quá tuyệt vời anh ơi. Ôi tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi anh mới xuống có 5 phút thôi là dính một con cá bóng mú rồi cả nhà. Quá êm, quá êm. Trời ơi, kiểu này là hôm nay có mồi nhậu rồi, chắc kèo rồi. Cả nhà được thấy chú chèo thúng kìa. Rồi ơi, lên không, mạo hiểm không? Ôi, tiếp tục dính thêm mấy con nữa cả nhà ơi. Trên lưng thêm mấy dạ. Hình như anh đang kéo nữa hay gì á. Hình như anh đang kéo lên con nữa hay gì á. Đó. Cả nhà thấy cảnh Robinson dưới nước chưa? Hình như anh đang kéo lên một con nữa hay gì á.
Được thêm mấy con nữa, trời ơi, bự kìa. Hồi nãy là hai con rồi, bây giờ được thêm quá tuyệt vời anh ơi. Quá anh ơi. Cá này cá gì vậy anh? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái hồng. Cá hồng. Cá gáy. Ôi ôi tuyệt vời. Đây là ba em chứ hồi nãy hai em kia nữa. Ê cả nhà ơi, đây là thành quả của khoảng 1 tiếng đi bắn cá. Đó. Một em cá bớp khổng lồ. Còn đó cả 2 kg à. À cá mú quên. Cá mú. Hai cá về. Một con cá hồng. Cá gáy hả? Ồ, tuyệt vời. Bây giờ mình về mình chế biến anh liền luôn phải không? Quá tuyệt vời luôn. Đó. Cái này là các bạn sẽ được đi trải nghiệm coi anh bắn cá và sau đó là lên là mình sẽ có cá chế biến anh liền luôn. Và chắc cú là có cá luôn phải không? Lúc nào chắc chắn không có cá. Chắc chắn là có cá luôn. Mấy anh đi bắn là đúng rồi, còn đã nhận là sẽ có cá. Ồ. Chắc kèo luôn. Cái này là tại vì tụi mình chỉ muốn là trải nghiệm nhanh thôi đó, chứ nếu mà các bạn mà có thời gian đi lâu một chút xíu thì anh bánh các bạn là cá đem về không nổi bao la luôn. Tuyệt vời. Ôi, một trải nghiệm quá tuyệt vời luôn. Công nhận anh Robinson lạnh quá hay luôn. Ông lạnh có chút xíu mà hết cái vòng tròn cái đảo nhỏ luôn. Quá trời tuyệt vời. Con nào con nấy bự bự không? Trong đây con nào ngon nhất anh? Nói chung là con nào cũng ngon đó. Con nào mỗi con ngon một cái vị khác nhau ha. Đúng rồi. Ba con lớn này ba kiểu luôn nè. Như cá hồng đây là được hấp. Ở đây ngon nhất là hấp. Ồ, hấp. Hấp với lại hành sống. Dạ. Hấp với hành sống ha. Còn con cá mú thì nói chung là nó ngon rồi, nhưng mà con cá mú này thì cái món gì nó cũng ngon hết. Dạ. Còn cái gì là nướng với lại nấu chua. Dạ. Còn cái này thì cũng có hành sống được luôn, rất là hấp. Tuyệt vời. Quá em, quá em. Cái gì là quay dễ hơn không? Ê, đây là buổi trưa cả nhà ơi. À, các món hồi nãy Sanh Bách về được nè. Rồi Toàn sẽ giới thiệu các món đi Toàn. Thì đầu tiên là nãy giờ mình câu được con cá mú. Cá mú. Cá mú bên riêng mình là sẽ là hấp cho mọi người. À. Rồi một con cá hồng. Cá hồng. Cá hồng thì là bên riêng cái chế biến món sashimi. Sashimi. Với mùi tạt. À. Nước tương, chanh. Còn ở đây là hai con cá dìa. Hai con cá dìa. Nước. À. Nướng muối ớt. Ok. Còn ngoài ra thì có những cái món như là cá chiên nè. Rồi với tô mình riêng và cuối cùng là món mực. Ôi. Quá hấp dẫn luôn. Còn đây là hai tô canh. Canh cá bớp hả? Dạ. Đây là à quên cá hồng. Cái đầu mình nấu canh. Ôi, quá tuyệt vời luôn. Quá hấp dẫn cả nhà ơi. Trời ơi. Bữa ăn quá hấp dẫn luôn. Mà trời sao nhiều vậy con, chị con đem gì trứng gì ra nó kìa, trứng chiên rồi. Trời ơi, quá nhiều món cả nhà ơi. Đúng là một cái tour làm gì đam mê luôn. Ăn uống quá xả láng luôn. Rồi bây giờ mời cả nhà dùng bữa luôn nha. Mà anh những cái món anh mới đánh bắt lên nữa thì còn gì bằng cả nhà. Quá tươi ngon luôn. Rồi. Bây giờ bạn Mập Heidi sẽ thưởng thức thử cái món đầu tiên. Cá hồng. Cá hồng. Rồi gắp đi. Gắp thử miếng đi. Miếng hả? Ồ. Cả nhà ăn cá hồng sashimi với Mập Heidi nha cả nhà. Chấm bồ tạc với tương. Rồi. Cá hồng mà ăn với sashimi rất là ngon cả nhà. Ngọt ha. Rất là ngọt, thịt rất là dai. Bồ tạc sao? Bồ tạc rất là nồng. Tưởng là bồ tạc rất là ngọt. Rất là ngọt. Rồi chào cả nhà. Giờ thì tới em sẽ thử cái món cá mú chân. Trời ơi mọi người nhìn ngon không? Cá mú cá à. Cá rất là tươi luôn á. Em sẽ lấy một miếng nha.
đây ngồi với em chơi. Quá quá trời là thơm ngon rồi, nhất là cá tươi nữa. Cá thịt nó rất là ngọt luôn á, mà kiểu á nó cá mà tự nhiên á cả nhà ăn như nó cái có cái độ dai rất là dai ngon, mà cộng thêm chú nấu nêm nếm rất là vừa ăn luôn á. Quá tuyệt vời. Ngon nha. Cảm ơn anh Bảy rất là nhiều, hồi sáng giờ đã rất là tốn nhiều công sức để đi bắt những con cá thơm ngon cho nhóm tụi em. Cảm ơn. Nói chung thôi em ra đi chơi như vậy là quá vui rồi. Nói chung mình cố gắng bỏ ra nhiều, nhưng mà có một cái gì là trách nhiệm này kia. Cái nãy lúc qua anh kia săn quýt á, hơi buồn con kéo qua kia làm thêm tí nữa, mà ai ngờ từ thế nữa. Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn cả nhà luôn. Do thời lượng video đã dài, Ban cũng xin kết thúc phần 1 tại đây. Ở phần tiếp theo, Ban sẽ dắt cả nhà mình đi tham quan Vịnh Vĩnh Hy, và sau đó là còn một phần rất hấp dẫn nữa, đó là tham quan đảo Bình Ba. Cả nhà nhớ đón xem hết lịch trình của Toroban nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả bạn đã xem clip. Chúc tất cả bạn một ngày thật là tốt lành, và đừng quên ấn đăng ký kênh cho Ban để xem nhiều video hay hơn về sau. Bye bye!